Trong không khí đón chào năm mới giáp thình, huyện Nhà Bè đã khai mạc hội hoa xuân mừng Tết nguyên đáng nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm cho người dân. Hội hoa xuân huyện Nhà Bè diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi giải trí như chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm, hội thi gói nấu bánh tét, bánh chưng, hội thi trưng bày hoa mai kiển, mai bonsai, hội chợ hoa Tết, hội chợ thương mại, Hội Hoa Xuân sẽ phục vụ nhu cầu mua sắm cho nhân dân đến trưa ngày 30 Tết. Riêng tiểu cảnh đường Hoa Mai, Hoa Đào sẽ phục vụ nhân dân đến mùng 9 tháng Giêng. Tại lễ khai mạc, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trao tặng 50 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Xuân, trao giải hội thi trang trí tiểu cảnh Tết nguyên đáng giáp thình cho các tập thể tham dự hội thi. Hội nông dân huyện cũng trao giải cho các cá nhân đạt giải hội thi trưng bày hoa mai kiển, mai bonsai,